Xin chào anh chị nhé. Hai video trước tôi quay rất là chi tiết về cái miếng đất này rồi. Miếng đất này thì người ta đã tách thành 8 sổ, mỗi sổ là ngang 10, sâu 38 mét và thổ cư người ta lên được 100 mét anh chị nhé. Đó là từ đây sang vườn cao su kia là 8 nền, 8 sổ. Thì video này tôi sẽ quay bắt đầu từ cái 8 nền này ra khu đô thị Cát Tường Phú Hưng cho anh chị tham quan Cát Tường Phú Hưng để anh chị có cái hình dung thêm về cái khu đô thị này cũng như là đánh giá thêm về cái miếng đất tôi đang bán ở sát bên hông khu đô thị Cát Tường Phú Hưng 92 hecta thuộc ấp 6 xã Tiến Hưng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Đất chúng ta bắt đầu từ cột bê tông này nhé, đó cột bê tông này và nó chạy sâu vào bên trong đó, ở chỗ ngón tay tôi đang chỉ đó là đến đó là 38 mét, ngang 10, sâu 38, thổ cư 100. Giá bán là 980 triệu một nền. Anh chị nào mua một nền thì bán một nền, mà anh chị nào mua 8 nền thì bán 8 nền nhá. Chỉ có 8 nền thôi anh chị ha. Rồi, bây giờ mà anh chị cùng tôi chạy từ đất, từ cái chỗ đất này ra tham quan khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Đây, đây là đất của chúng ta. Bên này, đối diện của chúng ta là khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Kia là công viên của họ kìa. Đó, đó là công viên của khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Đó, đó, đây là khu công viên ha. Giờ tôi chạy ra đường nhựa anh chị nhá. Ra đường nhựa để vào trung tâm cái công viên đó cũng như là khu trung tâm của khu đô thị này nhá. Chúng ta cứ đi thẳng đường này ra, quẹo tay phải thì chúng ta ra được đường DH507, rồi ra được bệnh viện Hoàn Mỹ, ra được DT741, ra được khu nghiệp Bắc Đồng Phú nhá, khoảng hơn một cây số nữa thôi. Đó. Chúng ta quẹo trái thì ra được DT741, ra được Ủy ban nhân dân Tiến Hưng, xã Tiến Hưng. Ủy ban nhân dân xã Tiến Hưng này, chợ này, trạm xá anh chị ha. Về thành phố Đồng Xoài được luôn anh chị nhá. Và bây giờ tôi sẽ xin phép quẹo trái để vào khu công viên của khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Đó, đây là một khu đô thị 92 hecta lớn nhất thời điểm hiện tại, lớn nhất thời điểm hiện tại anh chị nhé, của thành phố Đồng Xoài chúng ta, lớn nhất thành phố Đồng Xoài thời điểm hiện tại anh chị nhé. Đây có một con đường đôi này, hai làn đường. Đây là khu công viên, khu công viên của khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhé. Đấy, đây là ban quản lý dự án của công ty Cát Tường này. Đó anh chị em ạ. Đó. Bên cạnh đó là có quán trà sữa, rồi quán cơm trưa, văn phòng, rồi quán cà phê chị nhá. Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng là một khu đô thị là người ta làm hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, cảnh quan đô thị hoàn thiện rất là người ta, cái tiến độ người ta làm rất là nhanh và cái mô hình người ta làm cũng rất là chỉnh chu và lớn anh chị nhá. Đó, thì như tôi vừa có chia sẻ là cái khu đô thị này là khu đô thị lớn nhất thành phố Đồng Xoài trong cái thời điểm hiện tại anh chị ạ. Đó, đây đây là công viên của họ anh chị nhé. Đó, về ban đêm thì người ta sẽ bật nước, những cái vòi nước ở trong đó đó anh chị ạ. Và người ta bật đèn nhìn rất là lung linh, rất là đẹp anh chị nhé. Đó, đó. À, đây ạ. Đây là công viên, còn cái đất của chúng ta bên kia nhá. Đó. Cái đất của chúng ta bán là sau cái bảng đó, sau cái bảng đó anh chị. Đó, đất của chúng ta nằm ngay sau cái bảng đó luôn anh chị nhá. Đó. Đó, bây giờ chúng ta qua đây. À, bên kia là khu chợ đêm. Khu chợ đêm của khu đô thị này đó, anh chị nhá. Đó. Đó, đây tôi quay lại công viên một lần nữa này. Đó, anh chị theo ạ. Đây là khu chợ đêm. À, chợ đêm chợ đêm là khu mái xanh mới là chợ đêm nhá, còn cái này là không phải anh chị nhá. Cái này chỉ là cái khu mà để cho nhân viên sale á, người ta bán hàng thôi, người ta bán hàng vào những cái dịp là thứ bảy chủ nhật đấy anh chị ạ. Đó, đó anh chị theo ạ. Đó, khu chợ đêm là cái khu cái mái màu xanh đó anh chị nhá. Đó, hiện tại tôi đang đi là đường D mấy thì tôi không biết là đường D mấy nữa của khu đô thị này, nhưng mấy con đường tôi đang đi cũng khá là lớn anh chị nhá. Bên tay trái của tôi, bên tay trái của tôi là một quỹ đất dành cho trường học, trường học Thị Hòa đó. Tôi thì tôi không bán đất ở trong cái khu đô thị này đâu. Tôi thấy người ta cắm bảng thì tôi chia sẻ vậy thôi. Đấy, còn chính xác hay không thì anh chị phải liên hệ với các bạn sale ở trong khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này anh chị ha. Đó.
Hiện tại thì những cái người dân, những nhà đầu tư chứ, nhà đầu tư đúng rồi, nhà đầu tư và người dân, người ta cũng đã mua đất ở những khu này. Khu này người ta xây nhà đấy anh chị. Đây, ở đây tên đường này, với tôi không biết tên đường là gì thì đường này đường D4 anh chị nhá. Đường D4 lộ giới là 20m anh chị nhá. Nó có đặt tên đường là Nhân Văn. Đó. Ở trước mặt của chúng ta là khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị nhá. Khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Khu công nghiệp Đồng Xoài 3 hai chị ha. Đó. Đây là tôi chạy thẳng ra khu công nghiệp Đồng Xoài 3 nhá. Đó. Cái chủ đầu tư này người ta làm rất là chỉnh chu. Đẹp, sạch đẹp anh chị nhá. Làm đến đâu đẹp đến đó anh chị ạ. Một khu đô thị lớn như thế này, đẹp như thế này, đường xá, cơ sở tầng tốt như thế này thì không có lý do gì mà người dân người ta không về đây sinh sống anh chị ha. Đó. Đó. Mới cách đây 3 năm trước thôi là khu này vẫn còn là một rừng cao su anh chị ạ. Vẫn là còn một rừng cao su anh chị nhá. Đó, mà chỉ 3 năm sau thôi cái chủ đầu tư Cát Tường này đã làm thay đổi cái bộ mặt ở khu vực này. Hiện tại chúng ta đang ra con đường là đường N1 lộ giới 20m nhá. Đường này đường Phú Hưng ạ. Đường tên là Phú Hưng. Rồi, bên tay trái màn hình, bên trái màn hình của anh chị là khu công nghiệp Đồng Xoài 3, và bên phải màn hình là của anh chị là khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Thuộc ấp 6 xã Tiên Hưng thành phố Đồng Xoài tỉnh Bình Phước anh chị nhá. Đó. Con đường chúng ta là đường N1 nhá. Còn cái đường bên kia là đường D10, đường B10. Đó, đường D10 anh chị ha. Chúng ta cứ lưu thông thẳng đường này ra là ra được DT741 anh chị nhá. Ra DT741 ha. Đó. Hiện tại người dân người ta xây nhà đây. Đó. Ở đây thì chỉ xây một mẫu nhà thôi nhá. Vì cái chủ đầu tư này người ta xin chỉ có một mẫu một thôi. Đấy là xây trong khu đô thị là phải xây theo cái mẫu của chủ đầu tư người ta đã đăng ký với sở xây dựng, sở kế hoạch sẵn rồi anh chị ha. Không được xây trái theo mẫu. Đó. Đó anh chị đeo ạ. Đây là cổng. Đây là cổng của Cát Tường Phú Hưng này. Đó. Đây là cổng của họ anh chị nhá. Bây giờ tôi ra cổng tôi quay cho anh chị xem. À đây, trước khi kết thúc video thì tôi quay lại một lần nữa anh chị nhá. Đây là cổng chính để vào khu đô thị Cát Tường Phú Hưng anh chị nhá. Đó, và cái miếng đất 8 nền đất tôi bán ở bên hướng bên kia, hướng công viên. Và đây, đây là cổng chính của khu công nghiệp Đồng Xoài 3. Đây là khu công nghiệp Đồng Xoài 3 anh chị nhá. Anh chị doanh nghiệp và nhà đầu tư nào muốn đầu tư đất để làm nhà xưởng công ty mà vào khu công nghiệp Đồng Xoài 3 thì liên hệ cho chúng tôi qua số điện thoại là 0918645130 để chúng tôi tư vấn về cái giá đất cũng như vị trí đất ở tại khu công nghiệp Đồng Xoài 3 này anh chị nhá. Đó, bây giờ tôi quay lại một lần nữa anh chị ha. Để cuối tuần này chúng tôi sẽ làm một cái video đầy đủ về cái khu công nghiệp này, cái khu công nghiệp này anh chị ha. Đó. Đó. Tôi quay lại nhá. Đó. Rồi, một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây là đường D10, ấp 6, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Và sau khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này là chúng tôi đang có 8 nền đất bán. Vừa rồi tôi có làm cái video quay từ cái chỗ đất của chúng tôi bán là ra đến cổng chính của Cát Tường Phú Hưng. Đó, một lần nữa tôi nhắc lại nhé. Đất của chúng ta thuộc ấp 6, Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước có cái diện tích là 8 nền. Mỗi nền là ngang 10, sâu 38, thổ cư là 100m trên một nền, 100m trên một nền, và nền mỗi nền là ra hết sổ rồi, ra từng sổ một nền rồi anh chị nhá. Giá bán là 980 triệu một nền thôi. Mua lẻ, bán lẻ, mua hết thì bán hết, chỉ có 8 nền thôi anh chị nhá. Đó. Rồi, số điện thoại của tôi là 0918645130 anh chị nhá. Đó. Anh chị nào quan tâm đến cái miếng đất mà sát khu đô thị Cát Tường Phú Hưng này thì liên hệ cho tôi. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.